Không rõ Angela Phương Trinh thường tốn bao thời gian cho váy áo. Chỉ biết rằng cứ mỗi lần cô xuất hiện là lại có chuyện để nói. Angela Phương Trinh là một trong những sao biết thu hút sự chú ý trên thảm đỏ. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, người đẹp Gen X đều chuẩn bị trang phục rất kỹ lưỡng để giúp bản thân mình nổi bật và thu hút. Tại nhiều thảm đỏ, bà mẹ nhí gây bất ngờ khi diện những bộ cánh lộng lẫy, trong đó có cả trang phục hàng hiệu và trang phục do nhà thiết kế Việt thực hiện. Không đi theo trào lưu hở bạo, Phương Trinh lại dùng trang phục lộng lẫy cầu kỳ để lấn át các mỹ nhân khác trên thảm đỏ. Các phong cách cũng được nữ diễn viên thay đổi linh hoạt, khi thì đậm chất Á Đông, lúc xa hoa kiểu quý tộc, thi thoảng lại ngọt ngào lãng mạn. Nhiều bộ trong đó còn có ấn tượng quá mức khiến ai đã thấy ắt mãi không quên.